Ca khúc Ông Bà Anh thời Covid-19 được ca sĩ Lê Thiện Hiếu thể hiện lại từ bản gốc Ông Bà Anh của chính mình đang nhận được sự hưởng ứng của nhiều người. Ông bà anh yêu nhau thời chưa có vaccine, cứ mơ máy lại thấy bộ y tế nhắn tin. Nhạc sĩ Huy Tuấn cũng chia sẻ về việc anh đang khởi động lại dự án Hòa Nhịp Con Tim cùng sự tham gia của nhiều nghệ sĩ. Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn, tôi mong dự án lần này lan tỏa được tinh thần đó rộng rãi tới cộng đồng. Không chỉ lan tỏa các thông điệp âm nhạc, những hành động thiết thực cũng đã được các nghệ sĩ chung tay. Ca sĩ Phạm Thùy Dung và ca sĩ Tùng Dương sẽ dành tặng 2.000 bộ quần áo bảo hộ chống dịch. Chỉ mang tính chất là cá nhân thôi. Mới kêu gọi được 1-2 hôm thông qua những cái phương tiện như là Facebook hay là những trang web cá nhân của mình, thì sáng nay thì Dương đã nhận được con số là gần 400 triệu đồng tiền mặt, cộng với lại rất là nhiều những cái đơn vị khác cho bằng hiện vật. Ca sĩ Hà Anh Tuấn và bạn bè tặng 3 phòng điều trị áp lực âm cho 3 bệnh viện ở 3 miền đất nước, tương đương 2 tỷ đồng. Ca sĩ Hồ Ngọc Hà và nhà thiết kế Lý Quý Khánh đã âm thầm quyên góp, kêu gọi nhiều đồng nghiệp, bạn bè thân thiết, người quen chung tay với số tiền hơn 1 tỷ đồng và đang liên hệ với Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh để phối hợp thực hiện việc tài trợ chống dịch. Ca sĩ Chi Pu ngày hôm qua cũng đã quyên góp tiền và trang thiết bị cho bệnh viện đang có bệnh nhân điều trị khoảng 1 tỷ đồng. Mình là một cá thể rất là nhỏ bé trong đất nước này thôi, cũng nên có những cái hành động thiết thực để góp phần đẩy lùi dịch bệnh. Chị cảm thấy rất là vui khi mà có nhiều bạn trẻ cũng như là nhiều người họ biết đến thông tin này, họ đã rất là ủng hộ. Và chị nghĩ rằng là từ một hành động của mình thì có thể khiến cho nhiều người tạo thành cái động lực để mọi người sẽ tiếp nối cũng như là ủng hộ nhiều hơn nữa cho Việt Nam. Chung tay lên tiếng, chia sẻ những lời yêu thương và trấn an khán giả, những nghệ sĩ đã và đang có những hành động thiết thực và thể hiện trách nhiệm của mình đến với cộng đồng.